sau một hồi chọn thì Huy chọn hai cái mùi hoa hồng Rose Geranium hoa hồng gì á, với lại mùi lavender đó. Huy tặng cho chị khán giả đã từng cho Huy 100 đô lì xì, chị Julie, và bây giờ chị quay trở lại, Huy sẽ tặng cho chị. Chứ nhiều khi không có cơ hội gặp nhiều á mọi người. Sau khi Huy mua hai phần, một phần cho Huy và một phần cho chị Julie, Huy sẽ bắt xe qua một cái quán bánh cũng nổi tiếng lắm mọi người, quán bánh buổi sáng á, cũng nằm trong top những cái quán bánh mà được yêu chuộng khi mà ăn buổi sáng tại Bangkok. Thì quán bánh này là bán những cái bánh tròn tròn bento, và nếu mà mọi người muốn ăn bánh mì Việt Nam mà nhớ thì có thể ăn cái đó cũng được, nó không phải giống hoàn toàn mình, nó cũng là bánh mì. Bây giờ Huy qua đó nha. Huy đi một hồi mình thấy cái quán này mọi người đó, cái quán nó tên là Bangkok Petro Bakery nha mọi người đó, ở trong này nè, trong một cái mall nó gần Bangkok Ratchaburi Hotel đó, ở trong này có một cái hotel nè, Renaissance nè mọi người đó, cái hotel đó đó nha. Thì bây giờ mình sẽ về đây, Huy sẽ ăn bánh. Hôm nay Huy ăn bánh Petro, có nước uống luôn hả? I matcha lemon tea, raspberry lemonade. Đó, những loại bánh này mọi người, ô 250 luôn hả? Chết mẹ muốn quay xe gì không? Tưởng bánh rẻ chứ ai ngờ 250. Bánh 250 là cỡ 140 thêm 35, 175 ngàn hả? Là chip salad, đó là salad mà. Nhưng mà thấy giá còn cao. Đây này mà everything petrol plan này, nó có nhiều loại lắm. The plan là bơ và phô mai, còn cái này loại heart petrol màu hồng chắc là strawberry, có rainbow này mọi người hơn. Rainbow là cầu vồng, là nhiều màu đó. Xong cinnamon raisin là nho với lại quế, còn đây là ri đó, còn đây là mè nè, sesame nè, còn đây là everything luôn mọi người, everything trộn lại với nhau là mì rồi mấy cái loại hạt đó. Mấy loại đang đen chấm chấm. Rồi đây là sea shop là muối nha, muối biển đó, người ta ghi là muối biển đó. Thấy muối biển cũng ok quá không? Nhưng mà Huy luôn ở dưới đây thì có những cái loại petro, chocolate brownie nè, oatmeal raisin cookie, có wholemeal nữa mà hết rồi nè, như là onion là hành cũng hết luôn. Huy sẽ ăn cái plain thôi, đơn giản thôi. Cái này cũng ngon nè, nhưng mà thiệt ra thích cái muối nè, mà sợ mặn quá, ý là sợ mình chưa đủ mặn hay sao. Chưa đủ mặn hay sao mà kêu thêm muối, mình người mình cũng mặn lắm. Đó, menu này mọi người, nó mắc là do nó có gà, nó có bò, breakfast episcopal sausage nè đó, nó có nhiều loại lắm. Cái này ngon quá ha. Cái này ngon quá. Cái này là có salmon cream cheese, dill, red onion hành đỏ nè, với lại coppers đó, nó có quá trời loại luôn. Scrambled egg, cái trứng người ta làm trộn lắm, giống như chiên nhưng mà người ta khuấy lên đó mọi người đó. Nó có nhiều loại quá, nó có cái gì salad nữa nè, cho ra mắt nè, nó có mấy cái loại gà rồi bên trong nữa đó mọi người. Cho ra mắt là giờ nó có nhân đó, nó có nhiều quá thôi, 270 luôn này. Recommend nè, là cái bánh petro nó có nhiều loại quá mọi người, ngon quá. Nó có grilled cheese sandwich luôn nè mọi người, 160 sandwich là 160 bạc nha. Cheese, mấy cái loại phô mai, feta sandwich cũng có luôn nha mọi người. Người ta recommend những cái loại 270 bạc nè. Đó, mấy cái loại đây là có bò luôn đó. Bò với lại gì đó, sauce, cross oven meat, grenache, Russian dressing đó, nhiều quá ha. Nè mọi người thấy không, có nhiều loại cheese này đó, garlic dill nè đó, tỏi rồi đó mọi người. Lan là nó hơi béo béo, còn scallion với lại lost pepper, sun dried tomato là có cả cà chua khô luôn á mọi người, quá trời nhiều loại luôn á mọi người ơi. Blueberry, mấy loại cream á, nó là mấy loại cream nè, honey walnut, ốc chó nè. Tự nhiên nói tới cái ốc chó, tôi mới coi cái clip cái con nhỏ bé đó, nó hù mẹ nó, cho mẹ nó ăn cái ốc chó, xong mẹ nói cái đó là ốc của con chó, xong bạn chết trời ơi. Trời ơi là trò, hiền gì nó lợ, hiền nó ẩn nó ẩn tại mì và nói vậy. Trời, tôi coi clip đó tôi cười té đái luôn trong quần luôn. Bây giờ mình sẽ order một phần nha, không biết phần nào. Đây, ở đây cũng có một phần 100 bạc, rẻ quá ha. Cái này thì rẻ 70 ngàn nè, có mức cream nè, cũng có raspberry cream tea nè mọi người. Nè, phúc bồn tử hả? Phúc bồn tử, phô mai phúc bồn tử.
phố Nguyễn Tử hay là gì đó. Cũng có loại cheesy becho này mọi người. Becho không á, mà với phô mai không là 180 nha. Là cỡ 130.000, 120.000 cỡ đó. Còn mấy cái loại mà có những cái gà, bò đồ thì mắc hơn. Đó, cái loại đây thấy ngon nè. Recommend nè. Người ta recommend là đề nghị mình ăn mấy cái loại mắc mắc để cho người ta lời hơn chứ. Doanh thu nhanh hơn chứ. Nói giỡn vậy thôi nha mọi người. Đó. Đây là một phần hóa đơn của Huy, là một cái phần bánh nha. Phần bánh này và 270 bạc với lại cappuccino là thành 85, là tổng cộng 355. 355 bạc đó là cỡ bây giờ tiền Thái đang rớt giá cho nên nó cao hơn á mọi người, 7 mấy á, cho nên là cỡ 260.000 cho một phần ăn bánh của Huy nha. Bây giờ Huy sẽ ngồi ăn và review cho mọi người. Đây, một phần cà phê của Huy ăn với bánh nha mọi người. Bánh đây nó mắc là do ở bên trong vừa có cheese, vừa có bò này, thịt bò này đó. Còn lại bình thường không á. Huy thấy cái phần này cũng ngon, hồi nãy Huy không có để ý. Phần này nó rẻ hơn một chút mà nó cũng có trứng và nó có cheese, green cheese luôn này đó. Người ta để trong một cái chén. Xong rồi có corn beef, là cái loại bò. Corn beef là một cái loại bò gì đó mà Huy cũng không rõ. Becho bình thường, thông thường. Nhưng mà hôm nay Huy chọn, đáng lẽ Huy chọn Becho original, nhưng mà Huy chọn cái này everything, tại vì nó là best seller. Mình ăn thử cho mọi người biết những cái phần ngon, để mọi người biết là cái nào ngon nhất. Cho Huy là Huy thích ăn đơn giản rồi nha. Đây, có mì và những cái loại hạt người ta rưới lên. Becho là cái bánh hồi xưa, tại Huy làm nhà hàng Tây, cho nên lâu lâu Huy cũng ăn đồ Tây á mọi người. Đó, nó có mấy cái phần sốt ở trong này, thịt bò cũng ngon quá ha. Nè, wow, thịt bò ngon á nha mọi người, nhìn đỏ đỏ ngon lắm á. Ngon. Ngon. Ngon quá mọi người. Béo béo của phô mai với thịt cọp, thịt bò nè, nhìn là biết ngon rồi thấy không. Cái này ăn đúng á, nhiều người ăn cắt cắt thì nè, nhưng mà Huy mở nó Huy cầm ăn. Muốn ngon nữa ăn với tobacco hoặc là tương ớt nha mọi người, cắn cắn ngon lắm. Cái tobacco này nó có giấm, nó cũng tốt cho sức khỏe lắm mọi người. Tự nhiên ngồi ăn cái phần này thấy nhớ phở, bánh mì Việt Nam mình, mà cũng nhớ luôn cả phở bò, tại vì cái thịt bò này ngon nha, ngon giống như phở bò Việt Nam vậy đó mọi người. Quán này mở từ lúc 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều đóng rồi, tại vì nó là một cái quán ăn sáng, nó không có mở đêm mà. Yeah, it's very nice. Yeah. Where are you from? Canada. Yeah, it's very nice. The country had a leaf. Had a leaf autumn. Had a leaf in the tree. Yeah? It's the fallen on the floor. It's a very beautiful view. It's very beautiful. Yeah. Yeah. Right now, where we live is very cold. Yeah. So. This summer is very cold. It's winter where I live. Oh, yeah. So you move for travel because it's so cold now. It's cold, but now it's so hot here. Tomorrow we go home. Yeah. I hope you have an enjoy here. We have a lot. Yeah. Yeah. Cái chị đó từ Canada á mọi người. Yeah, we moved here. You're I'm YouTuber. I'm YouTuber. You're me. I'm YouTuber. YouTuber. Oh, you're YouTuber. Chị đó chị nói Huy qua ăn với chị luôn. Chị muốn mời Huy qua chung hai người con gái mọi người. Hai cô lớn tuổi á, ở Canada. Cô đi tới đây cô nói là ở bên Canada Huy kêu đẹp quá, lá mùa thu rồi rụng xuống autumn rồi đó. Xong chị nói gì gì gì. Xong rồi chị nói ở bên đó đang vừa mùa đông.
Huy đang khen là ở bên đó có lá rụng đồ đẹp gì đó. Không, ở bên đó đang mùa đông cho nên đi qua đây du lịch nên sợ bên đây du lịch nóng quá. Dạ, nó Huy ăn gì ngon quá vậy. Mà nói thiệt là nãy giờ Huy ngồi để ăn mấy người khách vô á. Nhìn xong vô mua. You take away. Yeah. Yeah, hello, it's right. I miss video myself. Yeah, enjoy. Trời ơi. Sẽ vô tình mà gặp đúng người Canada luôn. Huy ăn xong là Huy qua gặp một người Canada, chị Julie á, chị khán giả. Đợt trước không có quay với chị mà đợt này mình hơi bớt buồn á. Huy gặp bạn bè rồi qua chơi thăm Huy lần này là mọi người một coi ủng hộ Huy á. Huy bớt buồn rồi. Nên lát nữa mình sẽ quay với chị Julie và chia sẻ một số điều thú vị về chị Julie nha. Huy đã ăn xong rồi mọi người. Ngồi ăn á, xong rồi nhìn ra cái cửa này mọi người. Thấy cái biển người ta giới thiệu bagel, cream cheese cộng với cà phê Americano luôn, chỉ có 119 bạc. Tức không? Huy thì Huy không tức rồi đó. Tại vì ăn cái nào đó là tiền nào của đó. Cái này hồi nãy Huy ăn là bò, còn cái này là cream cheese. Chỉ có bagel với cream cheese thôi, với lại cái combo cho nó rẻ. Nhưng mà nếu mình muốn rẻ thì mình có thể ăn cái phần này là cỡ 90.000 Việt Nam vậy, cỡ 90.000 đổ lại hay lên trên gì đó cỡ đó nha mọi người. Là có cà phê luôn, còn của Huy hồi nãy là 260.000 Việt Nam á. Bây giờ mình sẽ đi qua khách sạn của chị Julie đi bộ rào rào á. Đó, Huy đang đi bộ nè. Huy thấy cái ở bên Thái Lan mọi người thấy có những cái chùa, cái đình ở ngoài đường á mọi người đó. Ở trên đó là có một cái vị thần hay một vị Phật màu xanh, là có màu xanh lá cây, và ở đây người ta trang trí rất là công phu nha mọi người. Đó, những chú voi và cái đình đó người Thái Lan rất là kính trọng. Đi ngoài đường thấy những cái đình nếu là đứng mà chắp tay và rất là kính trọng như thế này nha mọi người. Và đi tới kia là thành Erawan rồi đó mọi người. Đó, rồi những cái mo nó liên kết với nhau như là ở trên Skywalk này mọi người thấy không? Đó, Skywalk là cái ở trên cái đường đi bộ ở trên trên trời, sky là bầu trời, người ta ghi tiếng Anh là gì em, là Skywalk là đi nối với nhau mấy cái mo hết trơn à. Cái đường này là nối với lại Central World luôn, 110 cái mo lớn nhất thế giới, và nối với Gayson luôn á mọi người. Từ Gayson mọi người có thể đi bộ qua bên Bixi, và trên lầu Bixi có food court, có thể ăn phở với giá rẻ là 50 baht cỡ đó nha mọi người. Còn mấy cái phở ở trong nhà hàng là 200 baht, 300 baht. Hồi Huy đã ăn rồi. Và khi nào có dịp Huy sẽ review lại sau những cái nhà hàng đó. Cái cung đường này Huy rất là thích vì ngắm được tàu điện ngầm và những cái đường rạy nối lại với nhau này giữa những cái cầu Skywalk. Đó mọi người thấy không? Và ngay đây là những cái đền Wat Arun đó mọi người, đó ở trước đây bán hoa hoặc là chim rồi người ta thả phóng xanh đó. Đó cái đền này nè Huy đã quay cho mọi người coi nhiều lần rồi. Ở trước đây có bán vé số. Và nối qua đây là Gayson, còn kia là Central World. Đi thẳng tiếp là thành Icon Sea Ám, là thành Sea Ám nha mọi người. Sea Ám Paragon, tại vì Sea Ám nó có hai cái Sea Ám lận. Bây giờ mình qua đường nha. Đó, Central World. Central World ở bên Thái người ta đọc là Senton nha mọi người. Senton tiếng Thái đọc vậy đó. Senton World. Còn có những cái Senton khác thì nó thuộc khu vực khác, ví dụ người ta sẽ đọc thêm cái khu vực đó. Ví dụ như là Senton Lát Pháo là Lát Rau.
tiếng Thái nó mình đọc mà lách tháo còn kia đó, view đẹp quá ha. Wow, những chiếc xe bus cũ cũ nhưng mà Huy rất là thích đi, tại vì nó rất là phong cách chụp hình lên những cái bộ hình rất là đẹp. Huy thích sự truyền thống pha lẫn một chút hiện đại với những cây xanh và những cái tán hoa lá giữa đường, khiến cho ánh nắng của Bangkok cũng đẹp thêm và thêm sự chiêu chiêu. Dường như nắng đã làm má em lên hồng, sự yêu mây đã bay khóc em. Đó, mọi người thấy hồi nãy Huy đi bộ ở dưới bên đó đó, xong đi bộ lên cái cầu này đó, xong rồi cái đi bộ xong cái cầu xong qua thành cái bên Central World, rồi ở dưới kia cũng vậy đó, nó nối với nhau đó. Ở dưới kia có Platinum á, là những cái chỗ bán đồ giá rẻ rồi đó, mọi người nó nối với nhau đi Skywalk lên được hết á. Bên đây Gaison PC này đó, thấy không đó, từ cái cầu là nhìn xuống là thấy Apple Store đó mọi người đó, và những cái cửa hàng rất là đông đúc, đôi khi là có những cái triển lãm như là bán quần áo hoặc là chơi skateboard ở đây nè mọi người đó, thấy không. Wow, chạy bộ, đang có triển lãm chạy bộ dưới đó. Wow, hay quá ha. Ở đây là người ta làm chạy bộ, mọi người biết lý do tại sao người ta đang giới thiệu một cái loại Fly Human Fly Hoka, có nghĩa là người ta giới thiệu một nhãn hàng cái đôi giày mà chạy bộ, cho nên là người ta mới làm gì thế đó. Người ta muốn thử cái đôi giày đó để chạy bộ á, là người ta làm những cái sự kiện như thế để quảng cáo cái thương hiệu. Bây giờ Huy vào Huy thử đôi giày và Huy chạy bộ trong cái khu này cho mọi người coi nha. Và đây là nước uống này, Huy lấy cái phần nước để uống để có ion, có thêm muối cho cơ thể vậy. Tích điểm à, Huy thử đôi giày này, Huy rất còn sạch. Ô hấp héo, không biết người ta có tặng cho mình đúng không? Chỉ bộ hỏi thử. Đê tiền. Héo màu xanh đẹp quá, Huy rất còn sạch. Huy vừa hỏi người ta là cái đây là một cái sự kiện thì mình thử cái đôi giày đây đó, Huy vừa thử nè mọi người đó. Mà Huy hỏi cái anh đó cái đôi giày này ở nước nào vậy, người ta nói kêu Việt Nam mà không biết phải không, người ta kêu là Made in Việt Nam rồi không biết cái thương hiệu là từ nước nào. Thì sau khi chạy một vòng thì Huy sẽ được bóc thăm trúng thưởng những cái quà đó, giống như là những cái áo quần hay là những cái gì đó, để lát nữa Huy coi thử Huy được cái gì, và có một phần kem yogurt ở bên kia đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha.